phải như là các tổn thương tại gan mà do nhiễm virus, do nhiễm độc, sơ gan, ung thư gan, nó phải đến tổn thương mô gan làm giảm khả năng tạo bilirubin viêm họng, nên bilirubin máu tăng hoặc là bilirubin họng cũng không được bài xuất bình thường qua ruột, nên là bilirubin trên nước tiểu và giảm tạp cơ bilirubin không, ung bilirubin có thể tăng trong nước tiểu. Về xét nghiệm thì xét nghiệm ở máu thì tăng cả bilirubin, cả hai bilirubin luôn, và nước tiểu thì chỉ tăng bilirubin và có sắc tố mật trong nước tiểu, và ở phân thì cái tạp cơ bilirubin giảm. Và da sơ gan là do thường là do đường nhĩ mật bị tắc, nguyên nhân là do bị bệnh sỏi mật, u đột tụy, u mật treo và mật không đổ được xuống ruột gây làn da, và bilirubin viêm họng bị ứ động trong gan, gan mật và tràn vào máu làm tăng bilirubin huyết thanh, và chủ yếu là bilirubin viêm họng và các xét nghiệm như là máu thì nó sẽ tăng bilirubin viêm họng là chủ yếu, nước tiểu thì nó có muốn mật ở sắc tố mật nên sậm màu, phong sẽ có bilirubin giảm và phong bị nhạt màu và có mỡ do thiếu mật để tiêu hóa mỡ, còn bilirubin tự do thì bình thường. Xét nghiệm định lượng bilirubin trong máu, mục đích là để chẩn đoán các bệnh lý gan mật và tình trạng tan máu, và theo dõi hiệu quả điều trị cho trẻ sơ sinh bị vàng da, bệnh phẩm và huyết thanh không tiêu huyết thứ tư với tháng năm hemoglobin và đánh thức xuất ánh sáng. Nguyên tắc là dựa vào phản ứng DSO bilirubin trong mẫu thử phản ứng với DSA tạo một phức chất màu đỏ và đo mật độ quay của phức chất này ở mức 6546 nanomet, và cái phản ứng này là phản ứng DSO. Và giá trị bình thường trẻ sơ sinh đã nhỏ hơn 10mg trên decilit, và một tháng tuổi thì từ 0,3 đến 1,2mg trên decilit, và từ người lớn thì 0,2 đến 10 đến 1mg trên decilit, và bilirubin gián tiếp thì 0,2 đến 0,8mg trên decilit, và bilirubin trực tiếp từ 0 đến 0,2mg trên decilit. Thường trong một tháng sơ sinh sẽ phải chỉ số phát hiện một tháng không phải ba mươi ba tháng một tháng trẻ sơ sinh xem lại chỉ số của trẻ sơ sinh 10mg trên decilit hơi cao hơn. Phòng tăng lớn hơn 20g trên đề xuất thì có hiện tượng vàng da, có hai một là trẻ sơ sinh đẻ non đồng thể lực tăng bilirubin gián tiếp và trực tiếp do bị suy giáp, và tăng bilirubin gián tiếp là do tan máu xuất huyết bệnh tự miễn thiếu máu, và giảm bilirubin viêm họng tại gan hoặc chứng viêm cơ da sơ cả niên hạn viêm cơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Về xét nghiệm bilirubin niệu thì bilirubin trong nước tiểu cơ sở là bilirubin liên hợp, và sự có mặt của bilirubin trong nước tiểu thể hiện nồng độ bilirubin liên hợp trong máu tăng cao, và định lượng bilirubin trong nước tiểu được thực hiện bằng quay nhúng nước tiểu người thông số với chất lượng DSO có thể phát hiện với nồng độ thấp là khoảng 5 mg trên đề xin để cách tiến hành. Không ai được thử bằng quay nhúng nhá. Trong cái kết quả xét nghiệm chúng ta trả về là không bao giờ ghi cái này là âm tính hết, không ghi âm tính là ghi là bình thường, bởi vì bình thường lúc nào nó cũng có trong cái tiểu chúng ta hết nhiều hay ít thôi. Lấy lại một bệnh khác với lại, như làm này được, có lần đầu tiên.
toàn phần lớn hơn 685 micromol trên lít, gây tắc nghẽn ở mức tế bào gan nhiều hơn là ở ngoài gan. Vì bilirubin được tìm thấy trong nước tiểu là bilirubin trực tiếp cho phép chẩn đoán phân biệt. Về vàng da do tan máu là không có bilirubin trong nước tiểu, vàng da do bệnh lý gan thủy mật và có bilirubin trong nước tiểu và bilirubin thay đổi trong cúm là chẩn đoán các nguyên nhân gây vàng da trước gan tại gan và sau gan. Rồi, có cái câu gì để mà chẩn đoán á, thì sai nó chỉ không có chẩn đoán, cái xét nghiệm bilirubin không biết chúng ta chẩn đoán gì cả. Chẩn đoán gì? Bilirubin chẩn đoán. Ở đây là đúng, ở trên nữa, có một phần mà. Cho phép là... chẩn đoán phân biệt. Chẩn đoán là chẩn đoán các bệnh lý gan mật và tình trạng tan máu sẽ phải chẩn đoán các bệnh lý gan mật, các bệnh lý gan mật chẩn đoán chẩn đoán, tại vì muốn là một xét nghiệm chẩn đoán thì nó phải đảm bảo được cái gì, hai yếu tố độ nhạy ha, độ nhạy và đặc hiệu của nó, tức là độ đặc hiệu sao có đúng cái bệnh đó thì xét nghiệm cái này mới ra, đúng chưa? Cho nên mới gọi là chẩn đoán ha. Nó có cái từ gì ở dưới hay lắm, hỏi từ chỗ đó lên đi, đánh giá chức năng chẳng hạn, giúp chị định kiến, nó góp phần ở dưới cái từ ở phía dưới nó sử dụng á, định hướng, phía dưới nó sử dụng cái từ đấy, không nhỏ không dò đánh giá của bên cái thứ từ từ đó thôi. Để lại sơ đồ cho nó dễ hiểu, được vậy thôi. Dùng cái sơ đồ trên mạng cũng có. Và cái chính khi chúng ta làm cái đường đường á thì nó làm cả hai cái này, làm cả hai cái HBA1 và HBA2 luôn, nó chung với nhau nhưng vì phần nhỏ quá đi nên không đáng kể, như HBA1 là phần đại diện,
bây giờ cái phần C là gì? Nên người ta nói là HB A1C. Cái C này đó là một loại protein. Cái này là hemoglobin, biết rồi, đúng chưa? Hemoglobin và HA, HS thì đấy là của hemoglobin. C này là một loại protein nó gắn vào. Rồi, cái này theo dõi cái gì? Đá thuốc đường. À. Rồi, như vậy là cái hemoglobin này nó kết hợp với gluco, nó liên kết với gluco, giống như cái chức năng của ta dự trữ gluco ở gan này, thì nó tạo thành cái gì? Gluco được dự trữ ở gan cái dạng gì? À, glycogen. Glycogen được dự trữ ở gan để làm gì? Để khi chúng ta cần chúng ta lấy cái này ra chúng ta sử dụng năng lượng. Yeah. Rồi HBA1 nó sẽ liên kết với gluco. Khi nồng độ gluco nó cao, khi nồng độ gluco nó cao thì cái này nó sẽ kết hợp với nhau. Yeah. Và cái liên kết này nó rất là bền. Liên kết này rất bền. Vì vậy nếu trường hợp nồng độ gluco máu mà nó tăng lên thì nó cứ gắn vào trong cái đầu tiên là HBA1C, gluco nồng độ gluco máu càng tăng lên thì nó gắn vào trong đây và gắn này nó liên kết gắn luôn đến khi nào hoàn toàn nó vỡ ra thì thôi, còn còn nó chết nó vỡ ra thì thôi. Vì vậy khi nó gắn vào tức là nó phản ánh cái nồng độ đường cao nhất của cái thời điểm đó, của thời điểm đó, được chưa? Thì vậy thế này, tại sao mà theo dõi lượng đường huyết trong ba tháng tức là nó sẽ lấy cái đường huyết cao nhất của trong 3 tháng đó mà đến khi từ lúc sinh ra cho đến khi nó chết đi thì chúng ta sẽ có được cái nồng độ của A1C này của đối với một loại hồng cầu ở tại cái thời điểm mà nồng độ glucose là. Do bằng cái phương pháp nào? Thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái đường gắn vào của nó. Thì đó là HBA1C nó sẽ bị kích hoạt.
Thì khuyến cáo của mình cũng là cầu cầu tay, tại mục đích của nó là phòng cầu cầu miên thôi. Thì dùng hai ba đi cũng được, nhưng mà mình mới lấy chứ mình để lâu rồi tự nhiên nó bị mất. Rồi muốn muốn một bài trong đồng không sao vậy? Thì mấy bài đọc mình tới phải mấy bài đọc. Rồi bây giờ chắc trong đồng chúng ta có mấy nhà trong đồng không? Rồi thứ nhất chúng ta có Nesta, NDTA, Nebarin, Serum đúng không? Citrat và Similin. Mấy cái ống đó. Thì cái này nó là nhìn bắt cái dòng canxi. Nebarin cũng bắt cái dòng canxi. Còn cái serum nó kích hoạt vô, nó có thể có hai dạng. Một là canxi, hai là cái thrombin. Mà cái hóa chất thrombin là rất là mắc nha. Citrat là sử dụng sodium citrat đúng không? Tri sodium citrat. Rồi cái này nó sử dụng cái NaF. Rồi chủ yếu là NaF. Flor. Rồi bây giờ EFTA này có tác dụng gì? Trước đây á, tại sao người ta sử dụng EFTA này chạy huyết học mà không sử dụng Nebarin mà huyết học? Trong khi đó nếu mới lấy máu thì nó như nhau, nhưng mà để một thời gian rồi chúng ta sẽ thấy EFTA này nó sẽ cố định hình dạng của tế bào. Cố định hình dạng của tế bào. Còn Nebarin nó chống đông, nó chống đông theo cơ chế nó cũng bắt canxi vậy ha. Cái này cũng lấy canxi vậy, hai cái cơ chế chống đông là khác nhau, nhưng chất chống đông đó cái này để mà nó teo vào, Nebarin để nó sẽ teo vào. Cho nên nếu ta làm liền làm nhanh thì thấy hai cái giá trị giống nhau hết, đúng chưa? Nhưng nếu ta để từ sáng tới chiều ta làm thì bắt đầu ở đây nó sẽ có hiện tượng nó co tế bào lại, ở đây là nó sẽ cố định hình dạng tế bào, co được nếu được một tuần hoặc là nếu mà của Mỹ là nó được 40 hơn tuần đó, hơn tuần cái hàng nửa tháng đó, tế bào từ lúc nó lấy cho đến giai đoạn sau nếu được bảo quản tốt thì kích thước hình dạng tế bào ít hẹn. Còn Heparin mà lấy vô nó sẽ bị teo tế bào. Còn cái citrat này cái này thì nó kích hoạt cho chúng ta đông máu rồi, nó đông máu cho nó nhanh rồi. Còn đối với dung dịch là citrat, citrat thì nếu chúng ta sử dụng cái tiểu cầu thì nó rất là tuyệt vời ha. Chúng ta lấy mà chúng ta đếm tiểu cầu thì rất là tuyệt vời, nhưng đối với những thành phần tế bào như hồng cầu, bạch cầu thì nó lại trở lại tiếp tục bị tế bào chúng ta đi do cái dung dịch của nó mà. Cái này làm đông máu, làm đông máu thì rất tốt, nó chỉ bảo quản những cái tiểu cầu, tiểu cầu nó sẽ tách rời nhau ra. Cơ chế thì nó cũng lấy cái dòng canxi để nó không bị đông máu. Rồi còn cái dòng flor này nè, tại sao nó bảo quản được cái đường? Thì cái dòng flor này nó ức chế quá trình đường phân, ức chế quá trình hồng cầu, và chỉ hồng cầu thôi, hồng cầu sử dụng cái quá trình đường phân, tức là sử dụng đường để làm cái năng lượng đó, bởi vì cái hồng cầu sử dụng gluco là năng lượng chính, và cái ông flor này ức chế quá trình đó, cho nên nó không sử dụng cái gluco và gluco nó còn lại ở trong máu chúng ta. Chúng ta để mấy ngày nó 48 tiếng nó vẫn còn. Thực tế là Việt Nam của mình không thể nào được 48 tiếng. Quảng cáo thôi. Em thấy 4 tiếng mà nó cùng là tuần xuất tinh được nhiều hết rồi, tôi sáng cái chuyện rồi. Mỹ được. Không có Mỹ được. Đâu. Ủa để cho chị lên. Bởi vì sao? Chị mà tụt thì sáng chị rồi. Phải quay nha, quay để không chị làm sức khỏe đi thấy vậy. Sáng rồi em anh ấy là có làm chị để có mắt sức khỏe về chị em mình chưa lên mấy giờ em để thứ hai chị em chạy là ca nào cũng xuống chứ. Mình sẽ giải thích vì sao Việt Nam chúng ta không được mà người Mỹ người ta làm được. Thế là các chị đã bao giờ sử dụng cái ống của trên cái kênh mà Discovery ở cái bệnh dịch đó, ta lấy cái máu đó, ta đem xét nghiệm đó, thì cái máu đó, cái ống đó là của cái hãng kia đi. Và giải thích vì sao cái người Việt Nam chúng ta không thể nào mà đạt được cái giới hạn là trên 48 tiếng được. Bởi vì sao? Cái ống PD là cái dạng powder, tức là bột. Còn của Việt Nam mình làm dạng gì? Dung dịch. Hai sự khác nhau chưa?
Rồi tiếp tục. Bột thì chúng ta có thể bỏ vào bao nhiêu gram tùy hết. Tùy theo 20 lít chúng ta bỏ bao nhiêu gram. Dung dịch. Dung dịch thì sao? Nhiều quá không phải nhiều quá ta bỏ máu. Mà chúng ta đang bị cái lỗi chỗ này rồi. Nó rất là lớn cả mà chúng ta không có để ý. Cũng không phải. Như thế nào? Nhưng khác nhau. Nhưng chị thấy giờ có đây toàn bột không? Nhưng mà Việt Nam mà làm bột làm nổi. Cái máy của được cái lượng bột bao nhiêu đó, bao nhiêu cái gam cũng rất là vất vả. Phải chính xác tuyệt đối. Còn trong khi đó chúng ta nhỏ vào cái thể tích ví dụ mà nhỏ vào 0,5 ml chẳng hạn đi. Hoặc là nhỏ vào 0,5 ml, 50 ml. Thì để xuống dưới được. Vấn đề nằm ở chỗ này nè, phải nghiên cứu ra cái NaF muối natri fluorua, độ tan của nó, độ tan của nó trong mục đích dung dịch thì nó không thể đáp ứng đủ so với bột. Thế rồi ví dụ thay vì bột người ta phải bỏ 2 gram trên 2 lít máu, đúng chưa? Còn dung dịch độ hòa tan của nó chỉ được 1 gram trên 2 lít máu thôi và không thể nào nâng được cái thể tích lên được. Cho nên lý do vì sao mà chúng ta không thể để được cái đường cái nồng độ đó. Nâng lên thì nó pha loãng. Ví dụ nồng độ eta chúng ta là 2 mg trên 2 lít máu, đúng chưa? Nếu các chị bỏ nhiều hơn cái 8 miếng, bị 8 miếng lần nào chưa? Tức là bỏ vô cái ống simili á, bị 8 miếng đó. Bỏ ít máu hơn thì bị 8 miếng. Máu đỏ ở phía trên đó. Do cái nồng độ muối nó làm vỡ cái tế bào lên thôi. Thì như vậy là thì cái này là liên quan tới vấn đề độ tan của nó. Độ tan của này rất ít mà chúng ta bỏ vào trong dung dịch thì chúng ta phải rất là khó bỏ để đạt được cái nồng độ này. Thế rồi ban đầu thì nó không đáng kể, ban đầu như mới lấy máu thì nó không đáng kể, không đáng kể. Nhưng đặc biệt là một số cái heparin đó thì nó có thể ức chế một số các cái miễn dịch nha các chị. Muối heparin lithium nha, thì nó có thể ức chế một số các cái xét nghiệm về miễn dịch, đôi khi nó sẽ không ra, không ra một trường hợp rồi. Thì như vậy là nếu chúng ta lấy cái ống xi trắng thông thường pha loãng bao nhiêu phần trăm? 42. Bao nhiêu phần trăm xịt chát pha loãng? Không có bé thì lấy xịt chát với lại tay trong 2 ml máu. 0,4. Cộng với lại 2 ml máu thường nó là 1,6 ml máu tại đó là thành 2. 1,6. Thường nó là sẽ nồng độ nó sẽ là 3,8%, đúng chưa? Và thể tích của nó là 0,2 cộng 1,8 ml, đúng chưa? 0,2 xi trát 0,8 ml máu với bằng 1 ml bằng 1,6 này. Một phần mười
0,2 trên tô lên là 2 ml. Tức là một cái này chín cái kia, một cái này cộng chín cái kia, nhưng mà tỷ lệ của cái này so với cái kia của toàn thì tính là 1/10. Chưa? Như vậy thì phải có phải là có thể tích được nhiều hơn so với cái món cái tao hơn. Mình đã pha loãng hết vô 230 lít trên 180 lít máu rồi, phải làm cho cái thể tích của hồng cầu nó bị giảm xuống, không số lượng hồng cầu giảm xuống, thì HbA1c giảm xuống.